À, xin chào, em là có một người bạn là giới thiệu với mình là nói là ở đây có bán một cái dàn máy máy mài cốt hả? Máy mài À chụp khử. à máy mài chụp khỉu, là máy mài cốt rồi, máy mài cốt máy rồi đúng không? Thì nói là bây giờ là ông già xưa mua là đã giờ ông già rồi, ông không có làm nghề nữa, thành ra ông muốn thanh lý lại dàn máy này. Thì cái dàn máy này nó là cái mình thì không có rành về cái này, cái số hiệu của nó là gì à? Máy mài Liso, À máy mài máy của mài Liên Liso Xô hả? À là của Liên Xô. Sao chữ nó bằng tiếng Anh không vậy? à, tiếng Pháp đấy. À tiếng Pháp hả? Đúng À rồi, máy của mài Liên của Xô. Liên Xô á. À cái này á, mà thí dụ như bây giờ mình có thể hỏi, thí dụ như bây giờ cái giá mà giá thị trường của nó giờ nó khoảng bao nhiêu tiền? Biết không? Không biết được hả? À bây giờ mình muốn thanh lý như vậy thì bây giờ mình có thanh lý vậy mình có nói cái giá để mình bán không? À, anh trai như vậy thì bây giờ vậy đi, bây giờ là mình thanh lý cái một cái dàn máy này thôi, đâu có gì nữa hả, đúng không? Cái dàn máy này thôi là để mình quay qua cái dàn máy này, rồi mình sẽ đặt cái số điện thoại lên trên cái đầu của video, số điện thoại của anh trai đó, anh trai là người chủ quản của máy này đúng không? À, thì mình đặt cái số điện thoại lên trên cái đầu của video, rồi thí dụ như cái người nào họ cần họ mua thì họ sẽ gọi trực tiếp liên hệ về giá Máy cả đồ máy đấy. đi còn rất đẹp. À thôi bây giờ vậy đi, bây giờ trước khi mà mình vào chi tiết cái máy á, bây giờ em có thể mở cái máy cho nó chạy sơ qua cái được không? Được chứ. À, máy chạy sơ xong rồi tí hồi tắt đi, xong rồi anh sẽ đi quay, hay là anh sẽ quay chi tiết. À mở có nghĩa là cái máy đang còn hoạt động tốt á. Không, ý là mình bật máy lên. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi. À. À, rồi. Cái bắt đầu bên kia là nó đứng yên hả? À. Đây là cái đá mài còn lớn, cái đá mài máy này lớn khủng khiếp luôn ha. À. À cái đá mài Đá cái mài 900. à 900. À. Máy cái đá máy 900 là nó là chín tấc á hả? Đúng rồi. À nó là gần 1 mét á, Đúng rồi. đúng rồi. À rồi rồi được rồi, vậy là mình sẽ để cái số điện thoại lên trên cái đầu video nha. Thì ở đây là cái địa chỉ là cái gì quên rồi ha? Phú Hiệp, Gia Hiệp. À, chợ Phú Hiệp, đúng rồi, chợ Phú Hiệp, à, xã Gia Hiệp, huyện huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Rồi đây là chủ nhân của máy. Rồi. Rồi nếu mà các bạn nào mà có muốn mua á thì hãy liên hệ bằng số điện thoại ở trên tiêu đề video nha. Bây giờ mình quay chi tiết cái máy nè, quay chi tiết từng cái phần về cái độ mới đồ của nó nè, để cho các bạn xem máy còn rất là mới đẹp. Rồi em cứ làm việc đi, để anh quay một vòng là được ha. Đó. Cái máy này rất lớn, mình đứng cái camera đứng gần là coi như là không, đứng gần là không có có quay hết được. Coi như là anh chủ này là ảnh bây giờ, hồi xưa là ảnh lúc còn trẻ, lúc mà còn khỏe thì nói chung cũng cách đây mấy năm về trước á, thì ảnh mua cái dàn máy này. Máy này là máy để mài cốt, mài chụp khỉ đâu có của máy nổ đó. Thì bây giờ là ảnh là sau này ảnh cũng bây giờ anh già yếu rồi thì anh muốn thanh lý nó, thì về cái giá cả là chỉ có ảnh biết thôi, chứ còn mình thì không thể nào mình biết được. Còn cái người mà người hồi nãy á, là tuy là làm ở xưởng này nhưng mà là em của anh chủ chính thức của máy này các bạn nha. Đó, thì mình quay sơ qua cho xem. Rồi nếu mà các bạn nào mà muốn mua thì cứ liên lạc cho số điện thoại trên đó. Máy đang hoạt động tốt, không có vấn đề gì hết. Máy lớn.
đây, đá khủng khiếp nha, đá chính xác. À đây nó có cái học để nước lên xuống. Tổng quát của cái máy đây. Rồi xem vậy là được rồi các bạn nha. Nếu mà muốn mua thì hãy vui lòng đến để xem chi tiết các bạn nha.